Thời gian cách ly xã hội kéo dài hơn 3 tuần đầu tháng 4 năm 2020 khiến hoạt động bán hàng của nhiều đại lý ô tô tại Việt Nam gián đoạn, doanh số bán hàng của nhiều mẫu mã ô tô trên thị trường theo đó cũng giảm mạnh. Theo số liệu thống kê từ báo cáo bán hàng của các thương hiệu ô tô đang kinh doanh tại Việt Nam trong tháng 4 năm 2020, ngoại trừ Toyota Vios đạt doanh số trên 1.100 xe và tiếp tục dẫn đầu thị trường, lượng tiêu thụ các mẫu xe còn lại chưa đạt tới 700 xe. Cuộc đua vào top 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 4 năm 2020 theo đó cũng có nhiều xáo trộn. Dẫn đầu thị trường như thường lệ vẫn là Toyota Vios. Những chương trình ưu đãi giảm giá bán từ các đại lý giúp doanh số Vios tiếp tục trở thành mẫu ô tô duy nhất trên thị trường với doanh số trên 1.106 xe trong tháng 4 năm 2020. Dù giảm tới 1.178 xe so với tháng 3, nhưng mẫu xe nhà Toyota vẫn xếp ở vị trí dẫn đầu. Trong khi đó, Hyundai Accent vẫn trụ vững ở vị trí thứ 2 với doanh số bán đạt 618 xe. Tuy nhiên, so với tháng 3 năm 2020, doanh số mẫu xe đang bán chạy nhất của thương hiệu Hyundai đã giảm tới 925 xe. Vị trí thứ 3 trong danh sách 10 xe bán chạy nhất tháng 4 năm 2020 thuộc về Ford Ranger. Bất chấp lùm xùm xoay quanh việc người dùng phản ánh có hiện tượng thấm chảy dầu động cơ, Ford Ranger vẫn là một trong những mẫu xe bán chạy nhất thị trường và phân khúc xe bán tải. Doanh số bán mẫu xe bán tải này tại Việt Nam trong tháng 4 năm 2020 đạt 481 xe, giảm 379 xe so với tháng 3 năm 2020. Xếp ngay sau Ford Ranger là Mazda CX-5 sau nhiều tháng mất hút vừa đánh dấu sự trở lại trong danh sách 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 4 năm 2020 với 459 xe đến tay khách hàng. Đây cũng là mẫu xe duy nhất trong danh sách này đạt được mức tăng trưởng doanh số bán hàng so với tháng 3 năm 2020. Hyundai Grand i10 xếp ở vị trí thứ 5 với 456 xe bán ra trong tháng qua. Doanh số bán giảm tới 717 xe, khiến mẫu xe này rơi từ vị trí thứ 3 xuống thứ 5. Dù vậy, Grand i10 vẫn là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc ô tô cỡ nhỏ hạng A. Vị trí thứ 6 thuộc về Honda CR-V với 411 xe. Đây là tháng thứ 2 liên tiếp Honda CR-V góp mặt trong danh sách 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam. Vị trí thứ 7 thuộc về Kia Soluto. Sau 2 tháng vắng mặt, mẫu xe của Thaco đánh dấu sự trở lại danh sách 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam, bất chấp doanh số bán chỉ đạt 401 xe, giảm 115 xe so với tháng 3 năm 2020. Mẫu xe đang hạng B này đang dần thay thế Kia Morning để trở thành ô tô bán chạy nhất của thương hiệu Kia tại Việt Nam. Vị trí thứ 8 thuộc về Toyota Fortuner với 392 xe bán ra trong tháng qua. Những chương trình khuyến mại ưu đãi giá được nhà sản xuất, đại lý phân phối triển khai giúp Toyota Fortuner tiếp tục trụ vững trong top 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam. Tuy nhiên, trong bối cảnh khó khăn chung của thị trường, doanh số mẫu SUV này cũng giảm tới 256 xe so với tháng 3 năm 2020. Hai vị trí cuối cùng trong danh sách 10 xe bán chạy nhất tháng 4 năm 2020 gọi tên Kia Cerato và Mitsubishi Xpander. Trong bối cảnh Morning mất dần sức hút với người tiêu dùng, Cerato chính là cái tên ấn tượng nhất, cùng với Soluto góp mặt trong top 10 ô tô bán chạy nhất thị trường Việt Nam. Thiết kế mới, giá bán cạnh tranh chính là những yếu tố giúp Kia Cerato đạt doanh số 381 xe trong tháng 4 năm 2020. Trong khi đó, Mitsubishi Xpander tháng vừa qua chỉ đạt doanh số khiêm tốn 380 xe, với mức giảm doanh số lên tới 441 xe so với tháng 3 năm 2020. Vua doanh số phân khúc MPV tại Việt Nam đã rơi xuống vị trí thứ 10 trong danh sách 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 4 năm 2020. Hiện tại, Xpander đang được các đại lý giảm giá mạnh, xả hàng để chuẩn bị cho màn ra mắt bản nâng cấp.